Anh hứa sau khi học xong anh sẽ cưới em. Em đợi anh. Đây là số tiền, cô cầm đi rồi cút ra khỏi cuộc đời con trai tôi. Có chuyện gì vậy? Con ngồi xuống đây. Mẹ đã cấm con quen với cô đó rồi mà. Mẹ không có muốn con dâu của mẹ không muốn đăng hộ đối. Thế nào là không muốn đăng hộ đối hả mẹ? Vì nhà nó nghèo. Em diễn trước mặt anh. Em sẽ không đợi anh đi du học về đâu. Em sắp lấy chồng rồi. Chồng tương lai của em giàu hơn anh rất là nhiều. Nhưng mà lỡ anh ta chỉ giàu về vật chất, không giàu về tình cảm nhân thì sao? Chắc là anh hiểu nhầm gì rồi đúng không? Tình cảm mà. Đối với em bây giờ tiền là quan trọng nhất. Nhà em đã vốn rất là nghèo rồi. Em chỉ muốn bằng mọi cách để có được nhiều tiền thôi. Đối với em tiền mới là quan trọng nhất. Còn trước đây á, em chỉ lợi dụng anh thôi. Em bám theo anh là do thấy nhà anh có rất là nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ chồng sắp cưới của em còn giàu hơn anh nữa. Có miếng mồi ngon như vậy thì sao em còn phải ở bên cạnh anh? Cho nên chỉ muốn nói là chúng ta chia tay đi. Nếu như mẹ lại nói như vậy thì anh không còn lời nào để nói với em. Còn vì trước đây mẹ anh có làm sai gì với em, mời mẹ bỏ qua cho bạn anh được chứ?